Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của Trần Hải Trader Trong video ngày hôm nay Mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng ngày 29 tháng 1 năm 2024 Thì video ngày hôm nay cũng là đầu tuần Hôm nay là thứ hai đầu tuần Thì kính chúc toàn thể quý anh chị và các bạn Một ngày mới giao dịch thật là nhiều lợi nhuận Và thật là nhiều sức khỏe Thì ở trong video ngày hôm nay Mình sẽ đưa cho các bạn một góc nhìn nhận định của mình về thị trường vàng Ở trong phiên ngày thứ hai Để các bạn có một cái nhìn Khách quan nhất để chúng ta uh, có thể giao dịch đạt được uh, những cái lợi nhuận cao hơn trong ngày thì uh, giá vàng ở trong phiên ngày thứ sáu thì đã đóng cửa một cây nến rút dâu xuống khá là bé đây thì uh, mở cửa phiên thì ở ngay lúc 2020 và đóng cửa phiên về mức 2018 thể hiện cho là lực mua bán cũng khá ít vì đây là ngày cuối tuần thì giá vàng ở trong phiên ngày hôm nay mở cửa ra mình hôm nay mình làm clip hơi muộn nên là mở cửa ra ở mức 2018 và hiện tại nó đang tăng lên hành 927 và sáng nay nó có một cái gap gap của vàng nếu mà sáng nay mà mình dậy sớm mà mình bắt được cái gap này thì khá là đẹp nhưng mà trong nhóm mình cũng nhiều bạn bắt được ấy nhưng mình thì sáng nay mình bận một chút việc nên giờ mình mới làm clip được thì mình sẽ đi phân tích trước tiên là mình sẽ điểm qua những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay ngày hôm nay thứ hai thì thường không có tin tức gì quá quan trọng nên là chúng ta sẽ đánh theo thị trường, đánh theo tâm lý nhà giao dịch. Và xa đến cái quỹ FPDR thì cũng uh, rất là ngạc nhiên là quỹ này đang đã bán 2,8 tấn vàng trong uh, phiên vừa rồi. Thì uh, chúng ta sẽ cùng thấy cho thấy là quỹ này cũng đã bắt đầu bán xả rồi. Thì giá vàng cuối năm, quỹ này kỳ vọng là nó sẽ còn xuống thấp nữa thì quỹ này sẽ gom vào và đây nó sẽ là giá khá cao rồi. Ừ, thì đây là theo quỹ FPR còn uh, chúng ta uh, hôm nay chúng ta không có tin tức gì quá quan trọng nên mình sẽ chuyển qua một cái uh, chỉ số DXY để mình phân tích cái DXY DXY thì ở trên khung ngày thì DXY sau một cái cú giảm mạnh này các bạn nhìn thấy đây là được hồi nhá đây là giảm mạnh cái nhịp đạp của DXY thì DXY đang quay lại tiệm cận lại cái vùng uh, 103 trăm và 103.9 thì mình nghĩ là giá lễ ghi ngày hôm nay thì nó cũng sẽ lên đến 103.8 và một cùng lắm 103.9 sau khi đấy là để ghi nó sẽ có những cái nhịp đi ngang tích lũy tiếp ở trong những cái phiên này nó chưa chưa thoát qua khỏi cái vùng đi ngang này đâu thì đây là một cái vùng đi ngang ở khung ngày đấy nhá mình sẽ kẻ này sau khi đấy mình sẽ về đến cái khung 4 giờ 4 giờ thì mình sẽ bật được Bollinger lên Bollinger Band thì đấy ghi nó vẫn đang nằm trong biên độ đi ngang thôi đấy các bạn nhìn thấy rõ không? cấu trúc đi ngang Ben nó đang đi thoải thoải ngang và chúng ta sẽ về đến khung 1 giờ để chúng ta bám sát hơn mấy tình hình ngày hôm nay thì uh, đang trong giai đoạn đi ngang thì đấy ghi nó đang tiệm cận được cái vùng 103.7 này rồi 103.8 linh nó là cái vùng đỉnh cố trước đấy thì uh, theo như mình nghĩ là giá đấy nó sẽ có một nhịp đạp lên 103, 107, 103, 8, và nó sẽ rút dâu xuống thì giá vàng nó sẽ bắt đầu lúc đấy nó sẽ giảm một nhịp và sau khi đó nó sẽ tăng thì ngày hôm nay về đến khung nhỏ hơn là khung m 15 thì trước đấy nó có một cấu trúc giảm mạnh đây là một cấu trúc hồi thì đây là một cấu trúc giảm mạnh nhưng nó trong biên độ đi ngang của khung lớn cho nên là cấu trúc hồi này nó khá nhiễu về đến một 0.618 nó không có phản ứng gì hiện tại là 0.618 thì mình nghĩ là đấyghi uh, với cái khả năng ở trong khung M15 như này thì đấy nó sẽ giảm xuống các bạn nhé giảm xuống 103.2 thì vàng nó sẽ tiếp tục tăng thì uh, chúng ta sẽ quay trở lại chạc vàng chạc vàng ở trên khung uh, 4 giờ đây thì nó đang đi tích lũy ở trong cái biên độ của cái hình hộp nó hẹp hơn một chút nó chính xác hơn nó phải là một cái hình bó bắt đầu bó tam giác này các bạn này Đấy, bắt đầu nó bó tam giác này. Đây chính là cái hình bó tam giác của cái khung H4. Thì uh, sau khi bó tam giác và Ben nó bó chặt hơn thì chúng ta sẽ cùng về đến khung 1 giờ. Mình nghĩ ngày hôm nay thì giá vàng nó cũng không biến, động quá nhiều đâu các bạn ạ. Các bạn có thể đánh sideway ở trong ngày hôm nay. Thì cái vùng canh bán ngày hôm nay chúng ta sẽ canh ở những cái vùng 2031.6 và SN chúng ta sẽ đặt ở cái vùng 2037. Và TB chúng ta TB về đến cái vùng 2015 2016 rồi. Và chúng ta sẽ canh uh, canh mua lên. Thì chúng ta sẽ canh mua ở đâu? Chúng ta sẽ cùng về đến cái khung M15. Ngày hôm nay vàng thì mình nghĩ là nó sẽ chạy sideways thôi. Không đi quá mạnh đâu các bạn ạ. Thì uh, về khung M15. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ canh mua lên ở vùng 14 cho đến 16. Vì cái vùng 14 này nó chính là cái vùng canh giá của khung H4. Và cái vùng 16 này nó là cái vùng đánh cũ trước đấy thì uh, SL thì chúng ta có thể đặt ở cái vùng 12 và TB chúng ta TB nên đến cái vùng TB vùng thứ nhất là TB đến cái vùng 24 vùng thứ hai là vùng 27 và vùng thứ ba là vùng 31 còn uh, chúng ta canh bán thì chúng ta sẽ canh bán ở cái vùng 31 cho đến 33 và SL chúng ta sẽ đặt ở vùng 37 hoặc 38 cho an toàn thì uh, TB chúng ta sẽ TB về lại những cái vùng 25 và vùng 20 nhé các bạn nhé thì mình nghĩ là vàng hôm nay nó sẽ về được đến cái đáy 20 này nếu mà nó đạp lên đến tận 31 32 này, này vì nó vẫn đang đi trong biên độ hình tam giác bó hẹp này để cái cái cạnh trên cạnh dưới của tam hát mình vừa kể ở đây thì giá biến động ngày hôm nay nó không quá nhiều nó chỉ rơi vào tầm 2014 cho đến 2032 thôi thì chúng ta sẽ canh bán gần cái đoạn 2031 2032 này và chúng ta sẽ canh mua gần cái đoạn 2014 đến 2016 này đây là nhận định xu hướng trong ngày của mình thì mình sẽ nốt ra cho các bạn để những cái bạn nào xem điện thoại nó dễ nhìn hơn phân tích xu hướng giá vàng ngày 29 tháng 1 rồi các bạn nhé thì ngày hôm nay giá vàng thì xu hướng nó là xu hướng đi ngang nên là mình sẽ không biết là xu hướng gì nữa thì chúng ta sẽ canh mua canh mua hôm nay mới sẽ đẹp hơn là canh bán nhé các bạn nhé Uh, canh mua ở vùng 2014 đến 2016. SN thì chúng ta sẽ đặt ở 2010 đi. TB thì chúng ta TB hai vùng là 24 2027 và 2031 thì đây là 3 vùng TB. Còn uh, canh Kênh bán thì chúng ta sẽ canh bán ở vùng 2031 đến đến 2034 và SN chúng ta sẽ đặt SN ở 2037 và TB thì chúng ta TB về vùng 2025 và 2020 đây là những cái vùng canh mua và canh bán trong ngày hôm nay. Thì đây là nhận định xu hướng giá vàng của mình thì mình nghĩ là vàng nó sẽ trong thời gian sắp tới mình canh mua nó sẽ đẹp hơn canh bán các bạn nhé. Thì đây là nhận định xu hướng giá vàng của mình trong ngày hôm nay. Thì kính chúc toàn thể quý anh chị và các bạn một ngày mới giao dịch thật là nhiều thành công và đạt nhiều lợi nhuận. Xin chào tạm biệt các bạn.